Dạ thưa sư, thì có một số vị có chí nguyện xuất gia sư, thì xin sư có lời khuyên cả nam lẫn nữ. Thì có một vị nữ thì có chí nguyện xuất gia làm tu nữ, và vị này là tuổi 30 ngoài và không có giao tiếp được ngoại ngữ. Thì vị này muốn hỏi xin lời khuyên của sư, ví dụ như chú xíu nào thích hợp thì sư có lời khuyên và hướng dẫn. Dạ kính thưa sư. Tôi nghe có âm thanh đâu. Ok. Nó như thế này cô. Chuyện đầu tiên là cái câu trả lời vắn tắt thôi. Thứ nhất là không ngoại ngữ không sao. Mà chuyện đầu tiên là tôi muốn biết là cô này, cô có bổn sư gần nhất hay là ai? Bổn sư gần nhất, tôi hiểu không? Cái người mà mình thường gặp, cái người mà mình thọ giới quy y đó, thì tôi gọi là bổn sư gần nhất. Vì tất cả chư tăng đều là thầy mình hết. Nhưng mà riêng cái vị mình, cái thầy bổn sư là cái vị người... Một là cái vị truyền giới cho mình, cái vị mà mỗi lần mình có chuyện thì mình hay liên lạc đó, thì mới gọi là bổn sư gần nhất, không? Thì thứ nhất là vị đó phải hỏi qua ý vị đó nếu vị đó cưu mang được mình á, nếu vị đó cưu mang được mình về ở chùa vị đó, thì đó là lựa chọn một. Lựa chọn hai nữa là cái chuyện này rất là khó nói. Cái chuyện này đó tôi nó giống như là hỏi tôi muốn lấy chồng mà biết lấy thằng nào vậy đó. Tại vì thật ra là tôi không biết quý vị muốn thằng đẹp trai hay là thằng nhà giàu hay là thằng học giỏi, nó kẹt vậy à. Cho nên giờ tôi chỉ góp ý chung chung thôi, chứ còn bây giờ để cho tôi biết là thích thằng nào, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, con cán bộ, nhà mặt phố, bố làm to hay là cái gì đó. Cho nên chuyện đầu tiên là tu đây có nghĩa là có muốn học giáo lý hay không đó, học giáo lý hay không, hay là tu chỉ là cạo đầu rồi vô giữ bát giới rồi mỗi ngày 2 buổi công phu quét lá nấu ăn rồi cái trời chết. Nó có loại tu nữ đó, tôi nhắc lại, có loại tu nữ là thọ bát giới, không rồi cứ ngày 2 buổi công phu trời chết, đó là tu nữ đơn giản nhất. Rồi trường hợp tu nữ thứ hai đó, đó là cũng cạo đầu thọ 8 giới, nhưng mà coi ở đâu có trường thiền thì chạy tới đó xin dự. Thì nếu vậy thì chỗ ở quan trọng. Nếu mà cứ để ý trường thiền nào được nhào vô, ở đâu có khóa thiền nhào tới để mà tu thì cái trú xứ ở đâu cũng được hết, thậm chí tu tại gia cũng được. Tại vì thì mình cứ nghe đâu có phát hiện là mình nhào tới. Còn cái kiểu mà tu nữ mà tìm cửa Phật gửi thân á, để ăn mày lộc Phật ấy, thì cái đó phải phải kỹ á, phải coi coi sư phụ mình là ai, những người chùa quen biết là ai. Còn là tu nữ thứ hai là chỉ thích tu thiền thôi, thì ở nhà cũng được, hoặc là tìm một cái chỗ nào đó, một một bà một sư cô, một tu nữ nào đó mà hợp với mình á, mình về ở chung với họ, mình share phòng share cốc với họ cũng được. Đó là hai. Trường hợp ba là làm tu nữ mà có cái ý gọi là đi trọn đường tu một cách căn cơ, có nghĩa là có học, có học có hành đàng hoàng đó. Đây là cái mẫu hình mà tu nữ mà riêng tôi đặc biệt khích lệ đó, có nghĩa là dầu cư sĩ hay là tu nữ mà có tinh thần bắt buộc phải giáo lý à. Chứ không thể nào mà thì vô xuyên xương mất 40 năm mà ai hỏi chỉ biết niệm Phật không thì kẹt lắm, không? Đó, cho nên trường hợp ba đó, trường hợp một đó là chỉ gửi thân, trường hợp hai đó là hành giả đơn thuần, trường hợp ba đó là học và hành kết hợp. Thì trong trường hợp này bắt buộc phải về tìm đến nơi nào mà có thể kèm cặp cho mình học giáo lý. Thì tôi xa xứ lâu lắm cho nên đến bây giờ thì tôi không biết là ở đâu có thể nhận tu nữ vào để dạy. Thì tôi chỉ gợi ý thì tôi quý vị liên lạc nha. Ví dụ như Thượng tọa Chánh Minh ở Vũng Tàu, rồi Thượng tọa Giác Giới ở Vĩnh Long, Thượng tọa Khải Minh, Thượng tọa Minh Huệ, Thượng tọa Giác Lộc và Thượng tọa Bửu Hiền. Đây là những cái vị mà tôi biết và tôi hoàn toàn tin tưởng là có thể hỗ trợ cho cái chí nguyện xuất gia của các vị, dầu nam hay nữ. Nha, đó là dành cho người không biết ngoại ngữ. Còn nếu mà các vị có ngoại ngữ và đặc biệt là có điều kiện sức khỏe, không đi xa bôn ba được, tài chánh không có nhiều, tài chánh không có nhiều, không tài chánh không có nhiều, sức khỏe và có cái lòng hiếu tu hiếu học mà cộng ngoại ngữ thì theo ý tôi thì nên đi Thái Lan, Miến Điện. Tôi thích Miến Điện hơn, nhưng mà nếu quý vị thích Thái Lan
thì vì bản thân tôi bị hỏi tôi nói thiệt, trước 30 tôi về Thái mà sau 30 tôi về Miến, tại vì ở Thái nó vui hơn. À, còn nếu mà tu mà rốt ráo miên mặt tinh chuyên thì về Miến hơn. Còn nếu mà các vị có quen biết ai bên Tích Lan thì cứ đi, nhưng mà tôi cũng phải nói thiệt là qua kinh nghiệm quan sát của tôi đó thì hầu hết khoảng 95%, đúng là tính nói 100% mà không dám, 95% những vị tăng ni mà du học ở Miến Điện đều xuất sắc hết. Còn Thái với Tích thì tôi không có ý kiến nha, trong quan sát của tôi thì tôi không muốn có ý kiến, nhưng mà riêng về Miến Điện đó thì đối với tôi là 95% là điều xuất sắc. Xuất sắc thì tùy quý vị thôi, nhưng mà đặc biệt là người không biết ngoại ngữ thì coi mình là trường hợp nào trong ba trường hợp: kiếm chỗ gửi thân, hoặc là hành giả tinh chuyên, hoặc là có học có hành. Thì cái khoản mà có học có hành này làm ơn nhớ về mấy cái địa chỉ mà tôi vừa nói xong. Để là xong câu rồi. Dạ, chúng con kính tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp là liên quan đến việc ăn ngọ đó sư. Nếu sư vị này hỏi, sư có chia sẻ kinh nghiệm để khi mà ăn ngọ không có ăn phi thời đó mà vẫn đủ năng lượng cho hoạt động của một ngày. Thì... khỏi lộn chỗ rồi. Cái này là bác sĩ. Cái này là bác sĩ, cái này là dược sĩ, bèo bèo á là y tá, hoặc là bên Mỹ nó có loại mà có kêu là chuyên viên kêu là chuyên gia dinh dưỡng ấy. Thì tôi chỉ góp ý một tí thôi, góp ý ba gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là cái kinh nghiệm thứ nhất là làm sao để đừng thèm ăn sau 12, thì mình phải xài một kinh nghiệm rất là đời, đó là sợ chết. Bởi vì theo tôi biết ấy, thì nếu ăn uống đàng hoàng ấy thì một ngày như vậy đó, buổi sáng đó là nhẹ nhẹ thôi, một miếng da ua, miếng trái cây thôi, mà cũng coi kỹ internet coi cái loại trái nào sáng ăn được, loại nào không ăn được. Thì trái hồng đó bụng ăn nên, ví dụ như vậy. Còn chuối thì có chỗ nó được, có chỗ nó không. Thì riêng tôi thì tôi sáng sớm điểm 5 da ua, còn sau 12, còn buổi trưa đó thì có vị trí nhớ chừng chừng thôi, là tôi nói vừa đông vừa tây nha, vừa đông vừa tây, thì tôi vừa kết hợp của tàu của Nhật, đặc biệt là Nhật, tàu Nhật và đảo Mỹ đó. Thì mình ăn thức ăn mà nó cần nó đủ màu á, thức ăn trong một ngày á mà mình thấy nó nhiều màu nhiều vị là tốt. Đừng có vì mê một món rồi nó ăn tới ăn luôn, nó nên, mà đặc biệt là bổ sung chất xơ, chất fiber, chất xơ rất là tốt, nó giúp cho ruột, giúp cho ung thư nha, nó hỗ trợ ngừa mình đó. Nhưng mà đặc biệt các sinh tố đó thì mình nên để ý đủ mùi đủ vị là tốt, không tập trung. Đủ mùi là sao? Đủ không mùi không quan trọng, mà cái vị á, đắng cay chua mặn ngọt phân đều đặn, không có gì quá nhiều, nhưng mà đại khái là đắng cay chua mà mặn ngọt. Còn màu á là mình nói cho mình để ý chứ thật ra cái màu quan trọng lắm, không? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu đen. À, màu đen nó như nho đó, nho mà nho đen, hoặc là dâu mà dâu đen ấy. À, xanh, vàng, đỏ, tím, đen, hoặc là màu cam như màu cà rốt, không? Thì đủ vị, đủ màu, không? Đặc biệt là chất xơ. Rồi cái đây là tôi chỉ gợi ý thôi, nghĩa là mình ăn ít, nhưng mà ít thì nghĩa là ít buổi á, nhưng mà mình có thể ăn no bụng. Và sau đó mình chỉ nhớ, bây giờ khoan cái chuyện tu hành với lực dẹp, chỉ nhớ chuyện thôi, ăn ít sống lâu. Nếu mà sợ chết thì cứ nhớ cái ăn ít sống lâu, không? Lâu ngày nó quen. Còn riêng về Phật học á thì cái ăn cái giới hạn vi thời nó có ba ý nghĩa. Ý nghĩa một là tiết kiệm thời gian, bởi vì thêm một buổi ăn á là phải mất rất nhiều thời gian, từ cái chuyện mà sắm sửa chế biến rồi tiêu thụ rồi dọn dẹp này nọ tỉ lấp. Cho nên cái chuyện đầu tiên là ăn ngày bữa đó tiết kiệm thời gian rất là nhiều, từ cái chuyện đi tìm thức ăn rồi chế biến rồi này nọ. Cái lợi thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thứ hai nữa là gọi là tiết dục, nghĩa là mất cái thích. Là vì sao? Vì phải nói rằng 90% bữa ăn của mình trong ngày, 90% là do mình thích, chỉ cái nhu cầu chỉ có 10% thôi, chỉ có 10%, chỉ có 90% là do mình thích. Cho nên ăn ngày buổi là mình tiết dục. Nhưng mà tôi không mở hoặc đơn là trừ trường hợp với người đó họ bệnh, thí dụ họ ăn một buổi là một bữa ăn, họ ăn có nhiều, họ phải chia thành nhiều bữa, nó có trường hợp như vậy. Có những người họ ăn một lần cũng không có nhiều được, họ phải chia nhiều bữa thì trường hợp này mình không đụng tới. Nhưng mà đa phần ấy là chúng ta hoàn toàn có thể ăn ngày buổi đàng hoàng ấy, đúng không? Rồi như vậy thứ hai, ý nghĩa thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thứ hai là tiết dục.
cái thứ ba nữa là cái hạn chế cái nghiệp sinh tử, phải nói như vậy. Cái này nó hơi trừu tượng, nó hơi mang tính tâm linh nhưng mà rất là sự thật, tức là hạn chế cái sinh tử, nghĩa là bớt thích lại. Bởi vì trong năm dục mà mình còn nhiều cái thích ấy, còn nhiều cái thích trong năm dục, thì cơ hội mà mình chứng thiền rất là khó, và cơ hội mà mình quay lại cõi dục rất là lớn. Và tại sao quay lại là cõi dục mà mình đáng sợ, là bởi vì trừ ra Bồ Tát thôi, Bồ Tát được thọ ký, chứ trừ ra Bồ Tát được thọ ký thì cái cơ hội mà có mặt ở cõi dục nó đáng ngại lắm. Thà là cứ về phạm thiên rồi chư Phật ra đời mình xuống, chứ còn quẩn quanh ở cõi dục rất là đáng sợ, rất là đáng sợ, nguy cơ trùng trùng. Như ngày Anuruddha đệ nhất về thiên nhãn là trong 300 kiếp trước khi gặp Phật, ngày cái phạm thiên, ngày ca diếp cũng vậy, phạm thiên, cái xuống này đựng ngày bữa rồi đó, chán nó dọn trảnh nữa. Thì về phạm thiên, thứ nhất là mình phải bớt, mà mình dứt hẳn cái chuyện mà gieo mấy cái gọi là thập ác á, sạc sanh trộm cắp tà dâm nói dối say sưa rồi, rồi nhiều chuyện tâm thọc rồi, dứt hẳn nó về phạm thiên. Mà đồng thời đó là cũng không có còn thích trong dục, không còn bất mãn hờn giận. Còn đương khi mình về các cõi trời thì đúng, sát sanh trộm cắp mình hóa làm, nhưng mà mình còn bị kẹt ở trong cái là hưởng thụ năm tầng, không? Và hưởng thụ năm tầng á là tắt thở một phát rồi là phải nó xuống thẳng cái kia luôn, xuống gọi là rớt rồi, rớt không phanh đó, nha, rớt không phanh. Nhưng mà riêng người phạm thiên thì không, phạm thiên là cái người muốn về phạm thiên là họ phải chứng thiền, mà về phạm thiên rồi đó là coi như là cái cơ hội mà họ ly dục rất cao, ly hội mà quay trở lại làm người rất cao, và cái thói quen ly dục cũng được trưởng dưỡng. Cho nên cái chuyện ăn uống tình cảm đó là hai nhu cầu lớn nhất trong một đời người, ăn uống và tình cảm. Rồi cái thứ ba, thứ tư, năm, bảy, tám, mười nó tiếp tục là nhà cao cửa rộng, quần là áo lụa căn êm nệm ấm, điều kiện đi lại bla. Nhưng mà cái chủ yếu là cái nam nữ và ăn uống là nặng nhất, đúng không? Thì cái giới chiều nó tiếp tục nó giúp cho mình được cái chuyện là mình hạn chế cái nghiệp sinh tử này vậy đó, không hạn chế nghiệp, bớt nghiệp sinh tử. Cái thứ hai, thứ ba nghe giống nhưng mà nó khác nhau. Cái thứ hai chỉ là tiết dục thôi, nhưng mà cái thứ ba đó là nó rút ngắn cái sinh tử. Thì khi mà mình rồi điều thứ rồi đó là ba cái lý do phải ăn một bữa. Còn nếu mình không có tin về Phật pháp, mình cứ nghĩ được ngoài đời thôi, thì cái dây nịch, mà cái dây nịch đó, nó càng dài thì cuộc đời càng ngắn, tay nó nói vậy đó. Cái đó tôi tin, dây nịch càng dài thì cái cuộc đời càng ngắn, ăn nhiều rồi ăn trễ rồi mỡ nó không có chỗ tiêu thụ, nó làm xấu người, mà bệnh rồi thì càng có tuổi rồi tiểu đường rồi bụng phệ rồi cholesterol nó mạnh lắm. Mà mình vận động thì thường mình hay lười lắm, mà thích tiêu thụ. Ok. Thì đó là cái ăn vậy, tức nghĩa là về cái mặt dinh dưỡng là mời hỏi mấy mấy sếp chuyên gia giùm, tôi chỉ góp ý trong cái phạm vi của tôi thôi. Dạ, cảm ơn chị An Sư. Dạ, câu hỏi tiếp theo là, thưa sư, một vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong khi thực hành 30 pháp ba la mật có khi nào chứng một trong bốn thánh quả không? Dạ, Tuyệt đối không. Sư. Vậy Tuyệt đối không. Dạ vâng. Dạ thì câu xin phép có câu hỏi kế tiếp. Thưa sư, cho con hỏi thế nào, làm thế nào để biết một giới đàn có thành tựu hay không, và vị sa di tỳ kheo đó có đắc giới hay không ạ? Nói vắn tắt thì cái giới đàn nó, tôi nói sơ sơ rồi tôi cho tài liệu là đương sự phải hội đủ điều kiện, ví dụ như là không bị trọng bệnh lây nhiễm, không kỳ hình dị tướng làm cho người khác e sợ, không có kỳ hình dị tướng để người khác sợ, mà cũng không kỳ hình dị tướng để mà người ta coi thường cái màu áo của sa môn. Như vậy là không bệnh, không dị tướng, không bị tâm thành, không nợ nần. Đó, đó là những điều kiện căn bản, hoặc là gia đình cho phép, đó là điều kiện của bản thân cái người mà thọ giới. Rồi còn cái đó là điều kiện nhất, là điều kiện ở người thọ giới. Và điều kiện thứ hai đó là cái thời tăng chứng, sa di thì không quan trọng, sa di thì không quan trọng, giá đi sa di thì không quan trọng, mà nghe sao cũng được, nhưng mà tỳ kheo ấy thì cái giới đàn nó phải có ít nhất là bốn vị tỳ kheo trong sạch. Trong sạch nghĩa là không phạm 17 cái trọng giới, không phải 17 trong giới. Đó, đó là nói vắn tắt. Còn nói chi tiết thì bà con vào Google bà con đánh cái chữ gọi là thành tựu giới phẩm Pa Ao Sayadaw. Vào Google đánh cái chữ đó. Thì trong đó cũng đã có người hỏi ngài Pa Ao
Câu chuyện này và ngài đã trả lời rất là dài, rất là sâu, rất là rộng. Và cái bài đó được phổ biến rộng rãi ở trên Internet bằng tiếng Việt, tiếng Anh. Tiếng Việt, tiếng Anh. Bị để cho thành tựu giới phẩm. Pa-ao, biết chỉ biết chữ Pa-ao không? Trời, cái chữ này cũng nhọc nhằn lắm. Có người đọc là Pa-ao, có người đọc là Bắc-ao, có người đọc là Bắc-ốc. Thì họ, rồi có cái bà nó gặp tôi phải hỏi một từ Bắc Âu, tôi nghĩ ở Bắc Âu đâu có một giáo đồng tộc mà ta. Bắc Âu là chỉ có Na Uy, Thụy Điển nó có cái hội Bali, nhưng mà cũng toàn là cư sĩ không, mà làm gì có hòa thượng nào Bắc Âu. Vẫn không Bắc Âu mà người Miến Điện ấy. Rồi ông bà bắt đầu đọc là hòa thượng Bắc Ốc, tôi nói trời hòa thượng ác, hòa thượng Việt Nam có hòa thượng cua thì có, nhưng mà cua là tên xưa thôi chứ vô tô người ta hiện lắm, mà hòa thượng Bắc Ốc nghe gian hát quá. Rồi rồi hòa thượng Pa Ao, thì hòa thượng đó đó, giờ biết chữ Pa Ao. PA đừng gọi chữ ao hơn là chữ AUK ao Sayadaw, biết viết chữ Sayadaw không? Dạ thưa sư biết dạ Ok rồi, kính dạ rồi, dạ rồi, giờ tiếp tục. dạ kính thưa sư dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo dạ thưa sư vi diệu pháp có phải Đức Phật thuyết hay không hay là sản phẩm của đời sau Cái câu này tôi trả lời chắc cũng cả ngàn lần mệt. Nó như thế này, xét về mặt tôn giáo, xét về mặt tôn giáo, không, xét về mặt thuần tôn giáo, tôn giáo thuần túy, thì mình cứ mở cái tâm tạng Bali ra là mình gặp tại Nga Tỳ Đàm nằm trên nằm tù lù ở trong, không, nằm tù lù ở trong, đó là chuyện thứ nhất, đó là nói về tôn giáo. Thứ hai nữa là trong chú giải của Tạng Kinh, Tạng Luật đều có nhắc tới Tạng Tỳ Đàm. Và đặc biệt là lịch sử là kiết tập á, thì có cho biết là buổi đầu A Tỳ Đàm được kể vào hai bộ phận sau đây. Một là nếu mà toàn bộ Phật Pháp mà được kể thành chín phần ấy, chín phần nha, kể là để kể thì gom thành chín phần ấy, toàn bộ kinh Lực Lượng mà được chia thành chín phần ấy, thì trong đó Tạng Nga Tỳ Đàm mới nằm ở cái phần là ký thuyết Vaiyakarana. Còn nếu mà kể Tam Tạng Kinh Phật mà chia thành năm ấy, thì A Tỳ Đàm được kể vào chung với tiểu bộ kinh, không? Rồi. Còn nếu mà kể thành Tam Tạng ấy, thì nó thuộc về Tạng A Tỳ Đàm. Và có một cái chữ rất là ăn gian để gọi có đời sau gọi A Tỳ Đàm là Tạng Luận, đó là một cái cách gọi mà Thủ tử Năm Tông đó, thì cứ mở miệng là kinh Lực Lượng, kinh Lực Lượng. Thật ra người ta đang chửi cha mà mình không biết. Người bên bên Khổng giáo ấy, người ta chia kỹ lắm, kinh và thư. Kinh tức là cái của thánh nhân, còn thư là của đời sau viết bình giải. Đó là mình. Còn ở bên Phật giáo mình ấy, kinh là cái gì mà original, còn luận ấy, tức là mấy cái của đời sau. Thì bên bên với những vị bên những cái tông phái khác họ gọi ra thì đàm là luận, có nghĩa là muốn công khai họ đẩy họ lùa cái thì làm ra bên ngoài tâm tạng đây nó kẹt vậy mà họ quên được chuyện nếu mà đẩy cái thì làm qua bên ngoài đó thì lúc bây giờ vậy sao gọi là tam tạng nếu mà bỏ thì làm ra ngoài thì mà thì ba tạng là tạng kinh với tạng luật thì còn tạng gì nữa ha nó cũng kẹt thì để giờ tôi nói cái chuyện thứ nhất là giải thích về vấn đề gọi là tôn giáo thuần túy. Chuyện thứ hai là nó xét về mặt học thuật. Cái câu này không là phải 4 tiếng đồng hồ nó mới đủ xét mặt thuật. Cái vị nào mà thắc mắc cái này nè, thắc mắc A Di Đà có phải là lời Phật hay không, thì vị đó làm ơn dò lợi giùm ở trong Tạng Luật, ở trong Tạng, bây giờ nói Tạng Kinh Luật trước đi, Tạng Luật ít, thì nói Tạng Luật trước. Ở trong Tạng Luật có những cái điều kiện mà bắt buộc phải có để làm hòa thượng truyền giới cho người ta, thì trong đó có một cái nữa là phải biết A Di Đà một cách căn bản, tâm tâm sở biết, nói cho học trò biết rằng con và tất cả chúng sinh cùng vô lượng vũ trụ trời đất trăng sao chỉ là được cấu tạo từ tâm tâm sở và sắc pháp. Vị thầy minimum at least phải biết nói cái đó cho học trò biết mới làm thầy bổn sư được. Trong tăng lực ấy. Rồi ở trong chú giải Appasalini của bộ pháp tụ bộ A Di Đàm đầu tiên ở Tamasalini đấy, thì trong đó có nói rằng cái vị pháp sư ấy, mà tối thiểu ấy, tối thiểu cái pháp sư là tối thiểu ấy, nếu không chứng thánh ấy là phải là người biết A Di Đà, không thể nào giảng kinh giảng luật mà mù tịch A Di Đà.
đó trong chú giải trên trang thanh niên. Và vừa rồi có một bà con nào đó cho có sơn lên cho tôi thấy đó là Việt Nam bây giờ có một bản dịch chú giải của bộ đó đó, chú giải cái bộ pháp tụ ấy mà của cái dịch giả siêu siêu tôi thấy mờ mờ siêu thầm hay gì đó nha, thì bà con nên tìm đến đây để đọc. Vì trong đó có nói rõ hai chuyện, chuyện nhất là pháp sư đó là bắt giảng đạo giảng hai tạng kinh luật cho người ta bắt buộc phải tiếng Ai Tị Nàm, đó là một. Câu thứ hai, chống bán Ai Tị Nàm là kín đáo, là lặng lẽ, là âm thầm chống bán cái Phật trí, từ chối Phật trí. Thứ nhất những cái chủ trí của Đức Phật. Cho nên là mình đi vô đây mình ham dễ mình thấy Ai Tị Nàm khô khó, mình quải, mình quẹo, mỗi lần mình quẹo còn nặng hơn mình chống. Thì như vậy mình đang vô tình mình gọi là chống bán những cái Phật chất, cái Phật chủng, cái chủng tử Phật đạo ấy. Ghê như vậy, trong đó nói như vậy đó, không? Rồi. Nãy giờ tôi đi một vòng ấy, là nói về giải thích của giáo thuần túy, rồi giải thích về mặt cái học thuật và chuyện thứ ba. Bà con dò xem ở trong tạng luật và tạng kinh ý, coi hai tạng nó nói cái gì, coi hai tạng nó nói cái gì và coi kỹ cái nội dung Ai Tị Đàm nói cái gì. Ví dụ như trong tạng kinh với tạng đặc biệt tạng kinh, cứ là tứ thiền sơ nhị tam tứ, cứ là tứ thiền, cứ là tứ niệm xứ, cứ là tứ thiền, cứ là bạch chánh đạo. Nhưng mà xin hỏi, nếu anh không học Ai Tị Đàm thì xin hỏi anh nói sao, anh giải thích thế nào về bốn đế nếu anh không biết Ai Tị Đàm? Tôi xin bảo đảm một điều rằng nếu mà các vị có học Ai Tị Đàm ấy, các vị sẽ thấy rằng á, các vị không thể nào hiểu được tạng kinh nếu thiếu Ai Tị Đàm. Có người bồn tập thì thôi, người không biết Ai Tị Đàm thì họ hiểu tạng kinh mà cách là họ tra từ điển tiếng Việt của Nguyễn Lăng, hoặc là của tiếng Hán của Đào Duy Anh, hay là từ điển Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ gì đó. Đó, được tra được, tra kiểu tầm tứ thắng giải, thắng là gì, giải là gì vậy đó. À, nhưng mà nếu mà họ có học Ai Tị Đàm thì họ sẽ hết hồn khi họ thấy rằng là không cách nào mà hiểu được quốc để theo chỉ theo tạng kinh thôi. Ai Tị Đàm đừng đụng tới nha, không được đụng. Chỉ mở kinh tạng Trung Bộ Trường Bộ Tăng Chi Tương Tiểu Bộ mở ra coi trong đó Đức Phật nói sơ thiền, ngài nói cái gì, ngài nói sơ thiền ngài nói sao. Ở đây bị đi kêu ly dục ly giải pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lục hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Ở đây bị đi kêu lìa tầm có tứ chứng trú nhị thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm mà không tầm mà có tứ. Và cứ như vậy các tình thiền sao vị ấy ly hỷ thì chứng tam thiền, ly lạc khổ thì chứng tứ thiền, lìa bỏ sắc tưởng thì chứng vô sắc. Nói như vậy không, trong chánh đạo nói như vậy, nói dành cho những người hữu duyên. Còn nếu mà không có thì làm thì tôi không có tài nào hiểu nổi cái vụ mà ly hỷ trú xả là sao. Việt Nam mình cái chữ xả mình xài ẩu đó. Mấy bà nội trợ nghe nói xả cũng hiểu nữa. Xả là cái thứ mà mấy cái cộng tròn tròn đó. Rồi. Cho nên thứ nhất xét về mặt thuần túy tôn giáo, thứ hai xét về mặt học thuật, thứ ba nó xét về nội dung của kinh điển. Đây, nội dung kinh điển thì coi nội dung của hai tạng kia nói cái gì và ta nói cái gì. Rồi cái thứ ba là xét về mặt lịch sử khoa học, lịch sử mà mang tính khoa học ấy, thì làm ơn mình dò là cái thời điểm kiết tập đầu tiên có Ai Tị Đàm hay không, chứ đừng có nghe người ta toàn là đồn không nè, nghe đồn không. Coi kỹ lại coi cái kỳ kết tập 1 có Ai Tị Đàm hay không. Đấy, rồi cái kỳ kết tập mà 3 đó thì Ai Tị Đàm được bổ sung 500 câu hỏi của Ngài Bổn Liên Đế Tu. Đấy. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi khẳng định với bà con, tôi không nói là tôi không chọn A, không chọn B. Tôi nghĩa là lời Ai Tị Đàm không phải là lời phạt hay không, tôi chỉ nhắc một câu chuyện thôi. Là coi Ai Tị Đàm nói cái gì. Một là xét trên sử, xét trên học thuật chuyên môn thì đúng, Ai Tị Đàm có từ trước. Thứ hai, giả định như mình không có tin cái đó thì ít nhất mình xét cái nội dung Ai Tị Đàm nói cái gì, có phải Ai Tị Đàm là một bộ phận không thể tách rời đối với kinh mà luật hay không, coi có phải không. Và nếu nó là một bộ phận không thể, với gạch dưới nhà gạch dưới không thể, thì nếu mà đó là bộ phận không thể tách rời thì liệu chúng ta có nên không, cái đó phải là lời Phật không? Nó nói nghe hiểu không? Dạ vâng. Có nghe tôi nói, có nghe kịp không? Dạ. Phải cẩn thận cái đó. Và tôi nhắc lại lần nữa là làm ơn coi kỹ của Ai Tị Đàm nói cái gì nha, làm ơn coi kỹ. Sẵn đây tôi mách luôn,
là ở Việt Nam ấy, thì các vị đến vị gõ giùm tôi mấy cái địa chỉ này, hỏi ngài Thanh á, nhà hộ pháp ở núi Vinh ấy, hỏi sư Chánh Minh, hỏi ngài Giác Giới, hỏi ngài Vũ Huyền, thấy không? Rồi xong rồi, tại sao tôi phải chọn là đây, là bởi vì đây là những vị mà tôi tạm cho là có thẩm quyền ấy, và họ có tài liệu. Rồi ngài Khải Minh, ngài Minh Huệ ở Long Thành, và một vị nữa dành riêng cho những vị ở miền ngoài, đó là hòa thượng tọa Tường Nhân. Tường Nhân ở Huế có khoảng 10 năm liên tục hướng dẫn Phật tử Hà Nội học ở Kỳ Đạo. Đây. Mặc dù trước đây thì miền Trung không phải là miền đất mảnh đất màu mỡ để phát triển Kỳ Đạo, nhưng bây giờ thì thông qua Thượng tọa Tường Nhân và những vị tăng sinh mà du học ở miếng, thì dần dần người ta mới biết đâu các Phật tử mà đó họ mới biết là Kỳ Đạo là cái gì. Và tôi cũng xin nói rõ rằng là ngay cả trong chư tăng thì cũng có rất là nhiều cái dị kiến, có nhiều cái quan điểm sai biệt khi mà trả lời cái câu hỏi này. Đấy. Thì tôi xin nhắc lại lần nữa là mình y pháp bất y nhân, không? Có nghĩa là mình theo pháp chứ không có nương người. Thì quý vị có thể nặng lòng với một người mà mình vẫn xem là sư phụ, hoặc là mình nặng lòng với một người mà chỉ vì người đó là nổi tiếng, người đó tu lâu, người đó có cái thân phận đặc biệt, bla 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 bla. Nhưng mà nhớ, nếu mà là nói đúng thì một cư sĩ cũng có thể đúng, mà đã sai thì một vị cao tăng vẫn có thể sai. Nghe, đó là quan điểm của tôi. Nghe. Chứ đừng có bị ám ảnh bởi những cái quan điểm gọi là những cái nhãn hiệu. Nhãn hiệu thì cái đó khổ. Chúng ta đã vì nhãn hiệu mà chúng ta bị trầm luân vô lượng kiếp rồi. Không, nhãn hiệu. Cho nên nó là cẩn thận, giải sắp đây. Chúng con kính tri ân sư. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Dạ, kính thưa sư, con được hiểu Tam Tạng Pali luôn có sự liên kết, tương quan chặt chẽ, nhưng vì sao trong kinh Thiền Sắc Giới kể 4 tầng, trong khi An Tỳ Đàm thì kể 5? Xin sư giảng thêm cho chúng con ạ. Nó như thế này là ở trong chú giải thì tôi thấy trong tôi nghiên cứu thì chỉ có trong chú giải mới nói đến 5 tầng. Chỉ có trong A Tỳ Đàm và chú giải tặng kinh hai địa chỉ nhớ. Trong tạng A Tỳ Đàm bộ Sanghani á có nói đến đề tầng thứ 5. Và trong chú giải kinh tạng có nói đến tầng thứ 5. Không? Nhưng mà riêng trong kinh tạng mà chánh kinh ý, thì bản gốc ấy, thì chỉ nói 4 thiện, thì nó rất là đơn giản. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó có nhiều cách tính. Tức là mình thấy cái tính theo cõi, dựa theo cõi á, dựa theo cõi và dựa trên chi thiền nha, dựa trên cõi và dựa trên chi thiền mà kể 4 hay 5 chứ không có gì khác. Ví dụ như sơ thiền mà yếu quá, tam thiền mà yếu quá đó thì có thể ở tầng nhị thiền. Đó, nó như vậy đó. Tam thiền mà yếu quá thì có thể sanh về cõi cái tầng nhị thiền mà ở. Chính vì cái tình dụ đó cho nên nó còn có 4 cõi thôi. Không? Rồi còn cái chi thiền thì mình thấy là cái sơ thiền á thì bỏ cái tâm. Nhị thiền á thì bỏ tứ, tam thiền bỏ hỷ, tứ thiền bỏ lạc. Còn rồi khi mà hỷ và lạc bỏ rồi thì lúc giờ xả nó thế vô. Cho nên lên tới tứ thiền còn là xả và định. Còn thiền vô sắc á thì tính ra thiền vô sắc cũng là cái tầng tứ thiền luôn, nếu nói là tầng kinh. Còn nếu thầy tạng A Di Đàm thì tạng thiền vô sắc cũng là ngũ thiền luôn. Nhưng mà có điều là cái đề mục của tu thiền vô sắc ấy, nó là cái đề mục không phải sắc pháp. Nó phải sắc pháp. Ví dụ như trong đề mục sắc giới đó, có cái đề mục là xanh vàng đỏ trắng hư không. Thì cái hư không ở trong thiền sắc giới nó là cái khe hở của hai cái thứ vật, của hai cuộc, cái là khoảng hở vật chất của hai cái gì đó, hai cái vách, hai cái bìa, hai cái lề, hai cái ven, hai cái biên. Lách, vách, lề, ven, biên. Ví dụ như cái miếng ván cái này nè, cái nó có cái khe giữa cái gì, hoặc cái khe cửa, hoặc cái cửa, hoặc cái lỗ gió, hoặc cửa sổ, hoặc là cái vách tường, hoặc cái lũng, ví dụ gì. Thì cái hư không, cái đề mục hư không mà của thiền sắc giới nó phải là cái khoảng trống giữa giữa hai cái ven, hai cái lề, hai cái biên vật chất. Nhưng mà riêng về cái hư không mà của hư không vô biên thì không, mà nó là hư không trừu tượng, ở đâu không có vật chất thì nó gọi là hư không.
đó, cái hư không vô biên nó khác cái hư không là của trong đề mục sắc giới chỗ đó. Cho nên ở đây là mình thấy là dầu kể theo tạng kinh hay tạng thì đàm đều không nhau, nhưng cái về là cái cõi, cái tính là cái cõi, có nghĩa là các cõi có bị trùng, có nghĩa là mấy cái thiền thấp, thiền tầng thiền cao nhưng mà cái phẩm chất nó yếu thì nó xuống lại ở cõi thấp. Đó, thì đâm ra nó dồn là còn bốn tầng chứ không có cõi ngũ thiền nha, không có cõi ngũ thiền, chỉ có bốn tầng bốn cõi thôi nha. Nên là ở đây không hề có sự mâu thuẫn, ở đây không hề có sự mâu thuẫn. Chúng con kính tri ân sư. À khoan, mà để kỹ này quý vị làm ơn vô trong cái quyển A Tỳ Đàm dầm ha, vô quyển giáo lý A Tà quyển 1 coi dùm cái đó. Rồi ta bán sách nữa, sách thì mà bán dự mua cứ đi hỏi ba cái này mệt, móc cái này đúng không nên nói, chứ đi bán đi mua sách đi, hỏi sách đọc rồi. Cảm ơn sư. Dạ thưa sư, câu hỏi tiếp theo về phi nhân thì vị này hỏi, xin sư cho con hỏi, một người thường bị phi nhân quấy phá thì điều này xảy ra do những nguyên nhân nào ạ? Đối với những người phạm giới như là trộm cắp, nghiện ngập, nói dối, lừa gạt thì có dễ bị phi nhân quấy phá không? Và con được nghe rằng Đức Phật dạy rằng không tạo bất kỳ hình thức kết nối nào với phi nhân, điều này có đúng không? Và nếu đúng thì nằm trong bài kinh nào thưa sư? Chuyện đầu tiên cái câu mà nói rằng không có kết nối phi nhân này, cái chuyện đó có, tôi không thấy, tôi chỉ biết có cái này. Một là không gần gũi người ác, cái người bất thiện, đó là trong kinh có nói. Trong kinh có câu thứ hai nữa là người cái vị tỷ kheo hành phạm hạ hạnh ấy, không có cái lòng để mong sanh về các cõi trời, có nói cái đó. Và ở trong kinh trường bộ, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng có dạy là cái trách nhiệm của người tu, người xuất gia, tôi đang nói người xuất gia trước, thì coi như là tập trung chuyên tu là pháp học pháp hành. Đó là nói gọn, còn nói rộng là 37 bộ điều phần. Còn ngoài ra ba cái hình thức lễ nghi, cúng kiến, bài lại, bài sám thì không thích hợp cho người xuất gia. Người xuất gia chỉ có tu tứ niệm xứ và học tam tạng thôi nha, đó là nói về người xuất gia. Cho nên người xuất gia tránh là tránh cái gì? Tránh là tránh người ác, người xấu. Chứ cái còn chuyện mà kết nối phi nhân, đó là chuyện tào lao, mình là chuyện vô lý. Mình có thấy cái đâu mà mình kết, nếu mà mình làm đúng lời Phật, thì tất cả những cái đối tượng nào mà không có liên quan gì đến chuyện tu học là mình cũng không có liên hệ. Chứ đâu có tự nhiên mắc cái chứng gì mà lựa riêng phi nhân ra chi. Giống như nữa, một đứa học trò giỏi là nó chỉ tập trung là lo bài vở ở trường và ở nhà giúp đỡ cha mẹ hết. Cái tự nhiên mình tách riêng ra, học trò giỏi là nó không có kết nối với tụi bán vé số, không có chơi với tụi đánh dài, cái chuyện đó không cần thiết. Một đứa học trò giỏi nó chỉ biết có trường lớp, sách vở và gia đình nó thôi. Nói vậy là được rồi. Cái tự nhiên tách riêng ra cái đám đánh dài, đám bán vé số, mấy người bán hàng rong chi, nó rùi bung. Nha, cho nên cái chuyện đó là bậy. Cái chuyện đầu tiên là cái vụ mà kết rồi. Thứ hai đó là cái chuyện mà nói là người nó bị phi nhân phá đó, thì đây là một cái bậy thứ hai nữa. Dựa vào đâu mà mình nói người nó bị phi nhân? Tại sao không nghĩ là họ bị tâm thần? Thời này cái chuyện mà ngáo đá nó nhiều lắm. Ngáo đá là do dùng các chất kích thích, hoặc là do bẩm sinh người nó thần kinh có vấn đề, hoặc là do một cái cú sốc tâm lý nào đó, nhiều lắm. Một là cú sốc tâm lý, hay là cái bẩm sinh, hay là tâm thần có vấn đề. Thứ ba nữa đó là do mình sử dụng chất kích thích. Thứ tư thì mới tới cái chuyện cái sự can thiệp tiêu cực của cái người khuất mặt. Nhưng mà tuy là nó là 1/4, nhưng mà thực ra đó, theo tôi đó, thì nó chỉ có 1% trường hợp thôi. Kể trường hợp thì có 4, đúng. Kể trường hợp ra có 4, nhưng mà riêng 3 trường hợp kia, một là sử dụng chất kích thích, hai là bẩm sinh tâm thần có vấn đề, ba là bị một cú sốc tâm lý, nó mới làm cho mình ngơ ngáo ngáo. Thì ba cái trường hợp này nó chiếm tới 99%, chỉ có 1% duy nhất còn lại đó là nó bị cái sự can thiệp tiêu cực của hàng phi nhân mà quấy rối mình. Không? Rồi hai chuyện thứ ba, nếu mà đã là phi nhân đó, thì chỉ có cách đó là mấy người tỉnh, cái đương sự thì coi như xong rồi đó, chỉ còn có người tỉnh thôi.
Thầy tỉnh chỉ có cách là tụng kinh, rải tâm từ, hồi hướng, rồi thương lượng với họ thôi. Hòa giải, thương lượng, không? Chứ còn mà, đương nhiên là nó phi nhân mà. Họ không có chịu nhã thì không có thuốc men thầy bà nào được hết trơn. Tôi không có tin gì đó, nha. Tôi không tin gì đó. Thì như vậy là ơn nhớ giùm cái đại kỵ người Phật tử, tức là một là nghe nói, không? Nghe bà chó bà nhán, gọi là tưởng tượng. Như tôi nghe là tôi nghe cái mùi Việt Nam rất là nặng, là kinh nào Phật dạy không nên nói kết thì rồi buông cái gì. Như nãy tôi nói, khi mình chỉ tập trung cái chuyện nên làm thì tất cả những gì ngoài ra đều là chuyện không nên làm, chứ mình không cần lấy riêng ra trường hợp hết nha. Rồi đó là xong câu hỏi. Rồi chuyện cuối cùng đó là mình nói là người đó là người bê bối dễ vui thì mà phi nhân dễ nhập là sai. Vì sao? Là vì mình giả định theo mô tả trong kinh ấy, thì phi nhân ở đâu nó ra? Nó cũng trong thế giới loài người đi ra, đúng không? À, thì ở trong thế giới loài người á, có cái loại người nào thì ở trong phi nhân nó ỷ chang vậy. Ở trong thế giới loài người nó có những cái thằng du con, nó nể mặt mấy người lớn tuổi, nể mặt phụ nữ, nể mặt người tu hành, có. Nhưng mà tôi biết có mấy người lưu manh á, nó khoái ăn hết mấy người hiền. Nó lạ lắm, chứ như Việt Nam mình là được xem là dân tộc anh hùng là vì sao? Là vì một ông thầy tu mà đi ngoài đường là cả làng nó bu là thầy chua nó chửi. Chứ bên nước ngoài theo tôi biết không có chuyện đó. Ở ngoài này mấy chục năm tôi không biết cái trường hợp mà ta đầu cọc mà mình đi ra đường cả xóm nó đổ ra nó chọc rồi tôi thấy có. Và đặc biệt đó là mấy thằng xăm mình ấy, mấy anh mà xăm mình là cạo đầu cả xóm nó không có dám chọc, mà cứ đè thầy chùa ra nó chọc. Để biết thầy chùa không làm gì nữa, không? Đó là cái anh hùng, cái tính anh hùng của dân tộc Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Thì phi nhân cũng y chang như vậy. Phi nhân nó có những loại phi nhân nó khoái phá người tu, và có những phi nhân đó, nó khoái phá mấy cái người mà trong cái phạm vi mà năng lực của ảnh. Ví dụ như mấy người mà không có đức độ gì hết mà lê la nghĩa trang đường vắng nhà hoang, ví dụ như vậy thì ảnh phá, ảnh thích phá. Một là xâm phạm chỗ ở người ta, ta bực ta phá. Hai nữa người ta nghịch động, thích phá cho vui, muốn con này nó chạy kiểu gì, mình hiện ra mình cười coi nó chạy kiểu gì đó. Nhưng mà đó là trường hợp hai nghĩa là thấy người nào phá được thì phá cho vui, hoặc là mình xâm phạm mà họ bực cầu phá. Nhưng mà trường hợp một ấy, là có những loại phi nhân đặc biệt là nó phải phá người tu lên thì nó thích vậy. Đấy như người mình vậy đó, tức là có những khi mình thích phá người hiền, phá người mà mình cảm thấy an toàn vô hại, ví dụ như vậy. Hoặc là như trong kinh nói như ác ma đó, nó rất là ghét mấy người tu hành chân chánh, ghét. Bây giờ họ nó ác ma, nó đối với ác ma đó là cái gai trong mắt. Mà người nào được, phải nói là được, người nào được ác ma phá rồi, người đó là bậc đại nhân. Chỉ cỡ rùi bu ác ma nó không có thèm nhìn đó đâu, không? Ác ma phá là phải cái tầm mà như là các bậc đại thánh, ngày Mục Kiền Liên, cả ngày A Nan là đó. Chỉ còn cỡ dưới cái mức đó là ác ma không có rảnh nha. Rồi. Chứ còn chị anh chị. Dạ thưa sư, câu tiếp theo. Dạ bạch sư, trong kinh Kalama 1 bài quy y Tam Bảo có câu: quy y Phật noi gương thiện thể, nguyện một đời phước tuệ song tu. Con hiểu là tu chỉ và tu quán có đúng không ạ? Phước huệ là gì? Phước huệ đây có nghĩa là phước vô lậu và hữu lậu ấy. Nghe kịp không? Cái phước mà dẫn đến quả nhân thiên, và cái phước mà dẫn đến trí tuệ giải thoát. Bây giờ mình còn ở trong cõi nhân thiên ấy thì mình còn cần ăn ngon mặc đẹp, rồi sức khỏe, rồi nhan sắc, rồi trí thông minh, rồi quyền lực, rồi tình cảm, lập mình cần lúc thì đó gọi là cái phước luân hồi đó. Nhưng mà đến nó giải thoát mình chỉ cần một thứ một, đó là bao nhiêu công đức cũng tạo đó. Phước lành cũng đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phúc nào, nguyện hành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến vô sạch niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm niên trở mau giải thoát kế liền kịp sau. Nếu trẻ chẳng gặp phận nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Đó là con chỉ nguyện có một chuyện thôi, là tất cả những phước làm nào mà nó chưa có cho quà thì con dồn hết nó vô cái tài khoản giải thoát. Hiểu tài khoản không? Không hiểu thì cho tôi cho rồi gửi cho nó vài chục ngàn nghe nó hiểu rồi, nó bớt ngu hả. Thì tất cả công đức chuyển hết vô tài khoản giải thoát, đó gọi là huệ. Mình cần cái huệ thôi, còn nếu mình còn luân hồi thì kẻ hành nhân trên đường vạn lý mà
thì cũng cần có cái trạm dừng mát mẻ, không có cái ăn, có cái mặc, có bóng mát, bóng râm đấy, cho nó dễ chịu. À, nhưng mà cái mục đích cuối cùng của mình ấy là có được cái thánh trí giải thoát, cho nó phước huệ là vậy. Đó rồi. Dạ, kính tri ân sư. Dạ, nhân đây thì con có câu hỏi sư. Thì được may mắn là được học Phật và được nhất là được học cái bài kinh phân biệt cúng dường đó sư. Thì hàng cư sĩ chúng con thì khi mà mình trước kia thì mình không biết, thì sau này mình biết thì mình hiểu được cái đối tượng cúng dường nó quan trọng như thế nào. Thì thì nhiều khi ngày xưa thì mình gặp đâu thì mình cúng dường, nhiều khi mình không cần biết đối tượng, mình thấy tội nghiệp dễ thương hay là tội nghiệp hay là có lòng bi mẫn thì mình cúng dường. Nhưng mà bây giờ thì trong cái tâm mình có cái sự gọi là tính toán là muốn cúng dường đã được phước lớn, là coi như là mình chú tâm đến cái đối tượng cúng dường, thì con nghĩ cái điều đó thì nó không sai, nhưng mà nó có cái sự tính toán ở trong đó thì nó có cái gì sai? Thôi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Nó như thế này. Cái Phật Pháp nó khác ngoài đời một tí. Khác một tí chỗ này. Ở ngoài đời đó là mình... Cái công thức từ nãy đó, cái công thức mà thấy chỗ nào có lời, có lãi nhiều thì mình dồn hết chỗ đó, đúng không? Đó là nói từ ngoài đời. Nhưng mà nó kẹt cái chỗ trong đạo thì nó không phải như vậy. Trong đạo nó có hai trường hợp. Một, khi phân tích, nghe cho kỹ nha, khi phân tích thì Đức Phật Ngài cũng nói là đây, trường hợp này là phước nhiều nè, trường hợp này là phước không có nhiều bằng nè. Nhưng mà đối với một người mà hành thiện lánh ác thì hãy thấy ác là tránh, mà thấy thiện là làm, bất kể là ác gì cũng tránh, mà bất kể cái thiện gì cũng làm nha. Cho nên trường hợp một là Ngài phân tích cho mình thấy ở đây nè, đây nè, trường hợp này là phước nhiều rồi, đó là trường hợp một. Trường hợp ông Ngài nói cho mình biết vậy. Nhưng mà trường hợp hai, cái gạch đầu dòng thứ hai, người đã có lòng hành thiện lánh ác thì ác gì cũng lánh và thiện gì cũng làm, miễn sao cái việc đó mình thực hiện không ép mình, không ép người, có hiểu không? Thí dụ ép mình là sao? Là vì làm công đức đó mà mình phải bị khó khăn, bị chật vật gì đó trong đời sống, hoặc là vì công đức đó mà mình làm cho khiến ai đó bị khó xử. Thí dụ như ngày quốc tế phụ nữ thì bà xã bà của ba cũng ý bà coi mình có quà cáp hay là mình có đưa bà đi đâu chơi không, và đằng này mình vô mình nói mày để là nuôi dình cúng cho ngày hậu pháp cái máy lọc nước, coi như là cái rồi xong xong các bạn tưởng được một năm mà làm như là con bò. Một những công việc nội trợ nó là những công việc vô danh, không có lương gì hết, tệ ngôi xin này, và đương nhiên cũng cái bụng mình cũng mong mong rồi có 20 cái ngày phụ nữ được rồi, tám tháng ba chấm lẽ là hôm nay tháng ba tôi giặt giùm bà cái áo của tôi, rồi là hôm nay ngày 8 tháng 3 chị em phụ nữ cứ đi ra đi vào để nó cũng buồn quá. Đấy, thậm chí người ta còn nói là tại sao ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10 tháng 3, là bởi vì ngày 8 tháng 3 ông quên mua quà cho đến ngày 10 tháng 3 là ngày giỗ ông luôn. Cái đó là có lý chứ phải không? Cho nên nếu mà mình làm phước, mình làm công đức gì đó mà nó đem lại cái tự gây khó cho mình, hoặc là nó tạo ra một cái gì đó cũng có được thoải mái cho người khác, thì mình có lẽ phải xét lại, chỉ trường hợp đó thôi. Chứ còn bao nhiêu trường hợp còn lại đó, hễ công đức nào làm được thì nên làm, không có phân biệt đối tượng. Vì sao? Vì nên nhớ cái này, có hai cái cạnh đầu dòng quan trọng. Thứ nhất, nói trên mặt technique, mặt kỹ thuật đúng là đối tượng này nè cúng cho đối tượng này phước nhiều đối tượng kia, nhưng mà nó có trường hợp thứ hai, cái tấm lòng mà thiện tâm mà nó đạt tới cái cảnh giới mà vô biên ấy, thì nó mới đem đến cái công đức vô lượng được. Biết nói rằng rung nghe kịp không? Miếng ruộng tốt, Đức Phật Ngài trong cái bình kinh cũng nhiều phương biện, Ngài cho biết ruộng này tốt, một ruộng này đúng. Đó là Ngài nói đến đối tượng thôi, đối tượng thôi. Nhưng mà ở một chỗ khác Ngài cho mình biết, con làm công đức với cái tâm lý như thế nào thì công đức sẽ theo đó mà tính. Ví dụ như cái tâm vô lượng thì sẽ đem lại công đức vô lượng.
Nhớ cái đó có. Ví dụ như, mình thấy trong các công đức đâu có công đức nào mà được gọi vô lượng đâu chị, đừng gắn cái gì appamanya riêng về cái tứ vô lượng tâm được của Phật này để xác định ở trong kinh Kalama đó, trong nhật tụng Kalama quyển quyển ba và này các tỳ kheo gọi là trong các công đức sinh tử, các công đức khổ lậu thì chỉ công đức mà tu tập bốn niệm bốn cái vô lượng tâm là công đức tối thắng tối thượng. Bởi vì sao? Vì đã nó vô lượng rồi, có nghĩa là nó không có hạn chế, nó không có biên giới, nó không có giới tuyến. Đấy. Khi đạt tới cái tâm mình nó không bị hạn chế, không có phân biệt nữa thì công đức nó mới vô lượng. Còn khi mình bị bỏ thì công đức nó ít. Ví dụ như mình cúng dường cho Đức Phật mà mình cúng dường bằng cái tình riêng đó thì vẫn không bằng là mình cúng dường cho tăng chúng và họ Thế Tôn ở trong đó. Nhớ cái đó gọi là bút thật và mút khách và săn khách đó. Đa năng có nghĩa là cúng dường đến đến mà tăng chúng mà Đức Phật gọi là võ chủ thì là số một. Rồi số hai cúng dường đến tăng chúng mà lòng không phân biệt, chỉ nghĩ đây là tăng bảo, tăng bảo là đại diện cho Thế Tôn, đại diện cho giáo pháp, nghĩ như vậy công đức vô lượng. Còn nhiều hơn là cúng dường cho một cá nhân nào đó mà mình nghĩ đây là khả kính, đây là sư phụ của tôi, đây là vị đắc a la hán lục thông tam minh và bốn trí vô ngại, thì tôi theo tôi biết thì khi mình cứ khư như vậy thì công đức nó ít hơn, ta nghĩ mình tăng, nghĩ rằng đây là biển tăng ruộng phước của đời, đây là đại biểu đại diện cho Thế Tôn, cho giáo pháp và cho tam bảo. Thì đó nhớ là cuối cùng các vị vào ở trong cái kinh Tăng Chi phần năm pháp, trong đó có cái câu chuyện trong chánh kinh ấy, vào một đêm kia một trong bốn vị thiên vương ở trong tứ thiên vương có công việc đi ngang một cái ngôi làng đó, nghe tiếng tụng kinh của một bà tín nữ. Thì cái vị thiên vương này nghe tiếng tụng kinh, trong kinh nó rõ nghe kinh gì, nó kinh Parayana. Kinh Parayana trong tiểu bộ, thì vị này đang đi nghe rồi đi nghe, vị này dừng lại nghe, nghe tụng xong thì vị này mới dùng thần thông cho bà cái bà tín nữ nó thấy gương mặt của mình đẹp, trong kinh nó gương mặt vàng hết đẹp, thì bà nhìn thấy trong kinh gọi là phát ra múc khát đó, thì bà hỏi phát ra múc khát mình dịch là bên nữa các vị nhớ Lục Tiểu Phụng không, kêu là kim diện Phật á, ở đây biết ai biết Lục Tiểu Phụng không ta? Khổ thiệt giảng gặp cái đám được quá. Lục Tiểu Phụng là một nhân vật ở trong kiếm hiệp, mặt cũng đẹp lắm. Thì ông cái bài tính nữ bảo họ hỏi gì chứ, cái vị mà vị nào mà đẹp quá vậy? Thì cái vị đó nói tôi là Quế-sa-pa-ná thiên vương Tỳ Sa-môn, có việc đi nghe đây, nghe bà chị tụng kinh, đi dừng lại tôi nghe, tôi hoan hỷ lắm, tôi muốn tặng bà chị món quà, tôi muốn tặng bà chị món quà. Đây cái câu chuyện này rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng ở nhiều điểm đó, nhưng mà riêng chỗ này là nó quan trọng. Có nghĩa là mưa trên trời nó rơi xuống, nó không có phân biệt nơi chốn. Nhưng mà nếu mình làm miếng đất đã dọn sẵn ấy, thì cái cơn mưa nó giúp rất là nhiều. Nhưng mà nếu mình là một miếng đất mà đầy cỏ dại thì mưa xuống chỉ có hại. Hoặc là mình là một cái miếng xi một cái nền xi măng hay là một miếng ni lông thì mưa xuống chắc quá cũng đổi hết. Ở đây cũng vậy. Trong cuộc đời này nó có rất là nhiều cơ hội. Rất nhiều cơ hội tốt cho chuyện gì đó bất kể, nhưng mà mình gọi chung là cơ hội tốt. Nhưng mà nếu mà mình không có trang bị sẵn cái điều kiện đón nhận những cái cơ hội đó thì coi như đã quất. Nhớ nha. Đây cũng vậy. Thì nếu mà là người Việt Nam mình mà nghe cái ông này ông nói tôi cho bà một món quà đó thì không, có lẽ mình chỉ hưởng vàng hả bạc hả đâu, nhưng mà không, bà lắng nghe thì ông nói tôi muốn cho bà một món quà, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đang có việc đi ngang qua cái làng này vào buổi sáng sớm, cả 500 vị không có gì ăn nên sáng hết. Thì đó đó là món quà tôi tặng cho bà đó. Mà biết đâu trong mình nghe hiểu không? Hiểu không? Hiểu được, các vị có coi đó là món quà lớn không? Chứ tôi đọc cái đó tôi thấy là tôi thấy là tự ước gì tôi gặp được cái món quà đó là nó đã. Thì bà nghe như vậy là bà chánh yến rồi. À, bà nghe mà chánh yến, mà nghe nói là hai vị tổ sư đi ngang mà với 500 cái mà bụng đói là bà chịu quá rồi. Bà chánh yến, bà sướng, bà sướng yến rồi, bà mới là lập tức bà cho, bà vậy đã là đại gia mà. Bà chỉ cần có quay qua bên bà bảo ban có mấy câu là 500 phần ngang sát, coi như tinh tương chỉnh chu, xong bà cho người ra ngoài đầu làng, đứng chờ. Chờ hai cái bậc long tượng đại đệ tử đó tới thì mới thỉnh rước 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 các vị vào.
Thì các vị vào, các vị ngồi xuống rồi các vị hỏi làm sao mà bà biết chúng tôi đi ngang. Cái bà nói dạ con đồ có bà vụ phép gì mà biết. Cái ông đó đó bà mới kể lại thì ngài sắp phát ngày khen. Đây, ngài khen ngài nói là một cái người bình thường á, làm sao mà có thể diện kiến nói gì là có thể tiếp xúc được với một thiên vương như vậy, mà trong khi sư tỷ có thể được cái cơ hội đó. Cái mà nói dạ chưa bạch đặc biệt rồi, cái này mới đặc biệt là bạch ngày trước mặt bốn chúng Thế Tôn đã xác nhận con là chấm dứt năm cái hạ phần kiết sự, sau đời sống này con không quay lại cổ dục. Ngài sẽ phát hiện nó lần thai một người cư sĩ mà như vậy, ngài mới nói bạch ngày chưa đâu còn nữa, con có thể dễ dàng như là chứng nhập tam sơ nhị tam tứ thiền rạc như lấy đồ trong túi. Ngài ra là phát ngữ nói xa thú lành thay sư tỷ là một cư sĩ mà như vậy, mà bạch ngài chưa đâu còn nữa. Cái này mà bà con banh lỗ ta ra nghe này, bạch ngài còn nữa, khi mà đối diện trước chúng tỷ kheo cúng dường, con không hề có phân biệt ai là a la hán, ai là Tư Đà Quần, ai là phá giới, ai là trong sạch. Đối với con khi mà đặt phát cúng dường như chúng tỷ kheo, con không hề phân biệt. Bạch ngài, đây mới là cái điều đặc biệt của con. Và Thế Tôn biết chuyện đó. Thế Tôn biết chuyện đó. Này. Là mình thấy cái này mới ghê đó. Đấy. Có nghĩa là bả là bắt tứ thiền mà tam quả an hà, mất lai phạm trần. Đấy. Mà một trong những cái điều mà là cái nét son của các vị đó là không phân biệt. Đạt cái cảnh giới đó. Mặc dù các vị nó không còn cầu không đứt nữa hết rồi, tại vì tam quả là dọn về trên tịnh cư, là mấy vị đâu có cần ba cái vụ mà sắc thinh khí bị xúc dưới đây nữa đâu cần. Nhưng mà nói về mặt kỹ thuật thì cái tấm lòng đó thì nó cho công đức là không bến bờ nào kể, bất khả tư nghị nha. Cho nên một năm pháp đặc biệt của bà trong đó có một cái rồi, đối trước chúng tăng con cũng vừa vô phân biệt. Thì ok, thì tôi trách nhiệm là tôi trưng dẫn hết cho bà con nghe, còn bà con muốn hiểu sẽ hiểu. Xong, còn giờ không cô? Dạ, đến đây thì cũng vừa đủ thưa sư. Dạ rồi. Dạ. Dạ, trước khi khép lại cho con một phút được chia sẻ được không sư? Dạ được, cô toàn quyền của ai đó, cô biết chân rõ mà xong được. Dạ thì con chỉ có một chia sẻ nhỏ nhỏ. Thì có lần thì con nói ngoài đời chút, thì có lần thì con có xin nộp đơn xin việc làm. Thì cái lần đó thì con không được nhận, thì con có một người bạn người nước ngoài, họ có an ủi con như thế này. Thì họ nói là is their loss not yours. Thì ý họ muốn nói là khi mà cái công ty đó họ không nhận con đó thì là cái thiệt thòi nằm về phần họ. Dạ, mất mát nằm về phía họ. Thì con chỉ muốn mượn cái câu này thôi để nói về khía cạnh Phật Pháp. Thì con cảm thấy là con rất là may mắn là con được đến với Đạo Phật và được gặp chánh Pháp. Thì trong khi đó có nhiều người chưa có được đủ duyên để đến với Đạo Phật, hoặc là có duyên đến Đạo Phật nhưng mà chưa được tiếp cận với chánh Pháp. Thì ở đây á, cái phần thiệt thòi nằm về phía họ, chứ không phải là nằm về phía quý sư, quý thầy giảng theo chánh Pháp và truyền giảng chánh Pháp. Thì một cái này là một cái phần thiệt thòi rất là lớn. Thì chúng con cũng kính tri ân sư rất nhiều đã giảng dạy cho chúng con chánh Pháp. Và chúng con chưa cũng chưa chắc chánh đâu cô, chưa chắc chánh đâu, bố còn khác chánh hơn nữa. Dạ thì nè, chúng con nói thật với cô, vô cái thế để giảng như cái tên đó Việt Nam sợ hơn rồi sợ cào cào. Nay ông này mang cái mà Việt Nam dễ lắm, bây giờ tôi tính là tôi về bến tôi làm bộ mà te tua rách rưới là nó theo rồi rành, bữa tôi đổi tông khác Việt Nam mà nó vui lắm. Dạ rồi, vậy là dạ, hẹn mời gặp con hai hai hai. Bữa nay ngày mấy cô Hà? Dạ hôm nay ngày 30 sư, 30 tháng 10. Vậy tuần sau hả? Tuần sau. Tuần sau là ngày. Chủ nhật tuần sau là ngày mấy cô à? Ngày 6 sư. Dạ ngày mùng 6 tháng 10, tháng 11 sư. Ngày 6, nhà để coi hãy có gì tôi thông báo là đây đang có cái lớp 10 ngày của bà con mà thì họ ở xa đó. Dạ vâng. Họ ở vạn á, vạn dặm chứ phải ngàn dặm, ở vạn dặm đó, có lẽ là bây giờ tôi đang cân nhắc, một là vì cái đám người đó, hai là mình sẽ cho họ nghỉ, họ đi chơi ngày đó đang mình duy trì cái lớp này của mình, hiểu không? Dạ vâng, có gì sư thông báo cho chúng con biết. Dạ dạ hiểu. Dạ, thì có gì, nhưng mà cái khả năng này có lẽ là tôi nghĩ có lẽ là mình vẫn tiếp tục không có bỏ ngày nào hết. Dạ, tôi nghĩ đi cứ bỏ hoài không biết cái kiếp nào nó. Đây, chúc các bạn ngày vui. Dạ kính chúc sư sức khỏe. Dạ kính chào sư, kính chào tất cả quý vị. Dạ chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ.